Chào mừng tất cả quý vị, hôm nay Vi giới thiệu quý vị một cái dòng âm ly đến từ hãng Denon nha quý vị. Và đây là dòng âm ly đa nhiệm, tích hợp nhiều chức năng luôn. Chỉ cần thêm một cái đôi loa được thôi thì quý vị đã nghe nhạc được rồi. Và hàng ngày hôm nay là hàng xài lướt nha quý vị, đẹp như mới. Chỉ có là khách một thùng rồi, không để thùng nữa. Chỉ còn cái âm ly, cái remote thôi nha quý vị. Nhưng mà đẹp xuất sắc, không có một vết trầy luôn. Và cái model của dòng này là DRA800H. Nếu như quý vị mà thích mua và hàng mà mới 100% thì mình cũng có luôn nha quý vị. Nhưng mà giá thì tất nhiên nó sẽ cao hơn hàng xài lướt rồi. Và hôm nay hàng xài lướt chỉ có đúng một con này thôi. Mình bán 9 triệu 200 ngàn nha quý vị. Bây giờ Bi xin mời tất cả quý vị hãy xem cái con âm ly này. Và sau đó mình test nhạc nha. Đây, Denon DRA800H. Đẹp xuất sắc luôn nha quý vị. Cực kỳ đẹp. Con này thì công suất cũng khá là ổn nha quý vị. Với đánh với loa mà 4 ohm là 270W cho hai loa. Còn loa 8 ohm là 200W cho hai loa. Thì quý vị, dòng này là dòng tích hợp kỹ thuật số đầy đủ những công nghệ luôn. Và kim giải mã lên tới 32 bit nha quý vị. Thì quý vị có thể phát nhạc qua TV, điện thoại, Bluetooth, Wi-Fi đầy đủ hết nha quý vị. Cực kỳ tiện sử dụng, rất là tiện luôn nha. Và quý vị thấy đây là một cái màn hình lớn. Đây là chỉnh bass trep, ba lăng nè, trep nha. Quá trời đẹp luôn nha quý vị. Một con duy nhất thôi. Đây là cái remote riêng rồi. Remote của cái model, đúng model này luôn. Thì cái remote như thế này nha quý vị. Đây. Thì cái dòng này thì nó đánh được hai cặp loa luôn. Hai cặp loa một lúc đánh vô tên, nhưng mà phải loa từ 8 ohm trở lên. Còn nếu như một cặp loa thì loa từ 4 ohm trở lên nha quý vị. Đây là cái phần mặt sau nè. Quý vị thấy nói chung là nó đẹp từ trước ra sau. Nói chung là nhìn không có một vết trầy luôn nha quý vị. Ở phía sau này thì quý vị thấy cái đường optical thì nó sẽ có hai đường optical in, một coaxial. Đây là những cái đường jack nè quý vị. Phono, có kết nối cổng phono luôn nha. Và về trạm gắn dây loa, quý vị có thể dùng bắp chuối hoặc mỏ chim được luôn. Thì cái này khách xài vẫn còn cái miếng nhựa này nè quý vị. Cái miếng nhựa này thì chúng ta kéo ra. Nếu như quý vị dùng jack mỏ chim thì không cần kéo đâu. Còn nếu như quý vị thích dùng bắp chuối thì chúng ta kéo cái này ra để chúng ta dắt cái đầu bắp chuối vào hướng này nha. Đánh rất là khỏe nha quý vị. Hôm nay thì mình đánh với đôi loa B&W CD17SE. Quý vị có thể đánh thêm một cặp loa Bushnell nữa. Đánh rất là ăn ý luôn nếu như quý vị ghép với những cái đôi loa Calip hoặc Yamo nha quý vị. Điện của nó là 230V nha. Công suất tiêu thụ là 220W. Quý vị có thể gắn trực tiếp những cái USB rời hoặc là ổ cứng rời nha quý vị. Đây là cái ổ SSD của mình nè. Ổ SSD nè, nhạc 32 bit nè, DSD là đọc hết luôn nha quý vị. Rồi, không có chỗ chê, con này không có chỗ chê nha. Nơi sản xuất là Việt Nam nha quý vị, Made in Việt Nam. Bi quay một lượt cho quý vị nhìn. Xuất sắc luôn quý vị ơi. Đây, quý vị nào mà thích tiện, vừa phát qua điện thoại, vừa phát qua những cái phần mềm nghe nhạc quốc tế, Spotify đồ á, thì cái con này là một sự lựa chọn. Nói chung là không có con nào mà nói chung là với cái giá tiền mà hợp lý hơn con Denon DRA800H. Đây là hai cái anten để chúng ta bắt wifi được tốt hơn nha quý vị. Rồi bây giờ Bi thử một bản nhạc đi ha. Qua để coi cái gì, khi chúng ta phát qua cái gì đến đây thì nó sẽ hiển thị lên đây luôn để cho quý vị biết. Và chúng ta cũng có thể kết hợp đa phòng là cái phần mềm HOS đó quý vị. Thì phát chúng ta phát có thể xa, ở khoảng một cái không gian nào đó khoảng tầm vài mét, chúng ta có thể điều khiển được luôn quý vị. Rồi bây giờ để rồi bây giờ phát nhạc cho quý vị nghe nha. Giờ thì Bi cắm cái vô ổ SSD này nè quý vị. Ổ SSD này Bi bán 2,5 triệu nha quý vị. Rồi mình vào mình chọn, mình điều khiển trên cái HOS này thì nó sẽ bắt mắt hơn, trực quan hơn, dễ sử dụng hơn. Chúng ta thích cái bài hát nào thì quý vị chọn thôi. Đó.
Đây, quá trời cả những cái bài hát này quý vị. Nhạc bài 2 beat nè. Đó là những cái bản nhạc của mình nha quý vị. Mình đã chép sẵn vào đây rồi. Nhạc Việt, nhạc ngoại. Tùy quý vị chọn ở theo cái này thôi, là cái này là nhạc đã có sẵn nha. Còn chúng ta phát trên Spotify nữa thì Some there's one thing you must understand. All my life I've been an almost man. Don't make the same mistake as me. Cause I never got to drive a real fast car or get crazy drunk. Downtown bar, and I never even got to go back far. Nói chung là rất là dễ sử dụng và cực kỳ tiện lợi luôn nha. 9.200.000 nha quý vị. Quý vị thích thì alo máy bay. Hôm nay thì mình ghép với cặp BMW M7 SE Special thì mình bán cặp đó là 21.500.000, cũng đẹp lung linh luôn. Quý vị nếu như mà muốn nghe một bộ này thì cứ alo cho mình. Còn riêng con âm ly là 9.200.000. Hàng đi theo là một cái máy và một cái remote nguyên của nó nha quý vị. Máy thì đẹp lung linh luôn, đẹp xuất sắc nha quý vị. Không còn thùng cạc tông nha, không còn thùng cạc tông nha quý vị. Rất cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi và ủng hộ Bi. Bây giờ mình sẽ test nguyên một bản nhạc dài luôn để cho quý vị cùng thưởng thức nha. Thank you.
hoa châu là hoa đang ngày tươi. Khi chiến tranh hết rồi, tương lai ta tìm tới, có nhau trong đời đêm trường không sợ lạc loài. Lạc lối.